Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cowboy Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi chơi trận đấu ở chế độ Scenario để có thể kiếm về 75 vàng. Và trận đấu ngày hôm nay sẽ là hai đội bóng tuyển chọn đến từ các châu lục và tỷ số hiện tại đang là 1-0. Và chúng ta sẽ chấp trước đội bạn một bàn và trận đấu bắt đầu ở phút thứ 38. Xin mời anh em cùng bước vào trận đấu để cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Và liệu rằng hôm nay thì Cá Voi Gaming có thể hoàn thành thử thách ở chế độ Scenario hay không? Một bàn là một cách biệt khá mong manh. Đây là Balogun. Để tiện cho anh em theo dõi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về đội hình xuất phát của hai đội. Cá Voi Gaming sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo màu trắng và quần màu áo màu vàng và quần màu vàng. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái áo màu vàng da cam và quần màu vàng da cam. Vừa rồi là một bàn thắng rất đẹp mắt, một cú ta lông. Vâng, như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số 1-1. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để cùng với Cowboy Gaming tiếp tục thực hiện thử thách ở chế độ Scenario. Vừa rồi là một pha bóng phạm lỗi và tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Pha đá phạt là của Matip. Victor Osimhen vừa rồi có một pha khống chế khá hay. Đây là Keylor Navas. Người đang có bóng đó là các cầu thủ áo vàng nào. Pulisic là người có bóng. Những pha xử lý tương đối bình tĩnh. Đây là Balogun. Cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng. Jonathan Davis vừa rồi có một tình huống chuyền bóng một chạm thì nhìn chưa thành công. Phát bóng tương đối mạnh lên phía trên của Onana. Và người đang có bóng đó là Julian Alvarez. Đội bóng của chúng ta là đội bóng tập hợp các cầu thủ xuất sắc đến từ Nam Mỹ. Vừa rồi là một pha dứt điểm khá hay. Và thủ môn đội bạn Onana đã có một tình huống cản phá xuất thần. Pha đá phạt góc là của Pulisic. Một đường căng ngang vào bên trong. Cú đánh đầu là không mấy nguy hiểm. Một tình huống phát bóng tương đối mạnh lên phía trên của Onana. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ bên phía Cowboy Gaming có bàn. Balogun có một đường truyền dành đến cho Pulisic. Đây là cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng. Pha đánh đầu là tương đối nhẹ. Bóng nằm gọn trong tay của Onana. Anh em hãy dự đoán rằng hôm nay Cowboy Gaming có thể hoàn thành thử thách hay không. Khó khăn trồng chất khó khăn khi mà đội bạn đang có những tình huống thi đấu phòng ngự khá chắc chắn. Yomatip là người vừa có pha cắt bóng. Đây là một cơ hội để cho chúng ta có bàn. Jonathan Davis có một pha thoát xuống. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 78. Một bàn thắng quan trọng, quý hơn vàng của Jonathan Davis. Tình huống giao bóng đến từ đội bạn. Phút thứ 79 và cách biệt đã được tái thiết lập một bàn. Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để hoàn thành thử thách ở chế độ Scenario ngày hôm nay. Bóng ở trong chân của Zenidro. Những pha đi bóng tương đối tự tin. Đây là Penaker. Một đường truyền dành đến cho đồng đội. Tuy nhiên thì bóng đã đi hơi sâu và đi hết đường biên ngang. Và đá phạt phát bóng lên của Keylor Navas. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu không còn nhiều. Và liệu rằng có bất ngờ gì ở những phút tiếp theo hay không? Đây là một tình huống xử lý kỹ thuật và cú dứt điểm bóng nằm gọn trong tay của Onana. Đây là Endika. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu thử thách ở chế độ Scenario ngày hôm nay đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Như vậy thì Cowboy Gaming đã hoàn thành thử thách và giành về 75 vàng. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cowboy Gaming.